xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó là con Mancrow 4002. Và chủ yếu hôm nay là mình hướng dẫn mọi người cách để mà sử dụng cái này. Cái này thì nó được tích hợp controller riêng. Đó. Đó. Rồi. Và nó có nhà hàng có cho sẵn chúng ta cái phần mềm để chúng ta kết nối để mà xử lý nó. Thì đây là cái phần mềm của nó. Thì chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có thể vô các cái trang web của nhà hàng á, thì nó cũng có. Còn nếu không được thì mình sẽ để cái đường link ở dưới video á, để mọi người có thể tải về để sử dụng nó. Thì nó đơn giản, nó chỉ xài hai, mình lấy lại từ đầu ha, mình rút ra lại từ đầu này. Thì nó sẽ chỉ xài hai đầu dây này thôi. Một đầu dây này. Đây dây dây made in đúng không? Đúng rồi. Và cái dây, một đầu dây USB thông thường thôi. Thì đằng sau nó có cắm sẵn, nó có lỗ đằng sau đây, thì mình cắm vào phía sau đây thôi. Đây, mọi người thấy cái lỗ này cắm vào đây thôi. Còn đầu này thì mình cắm vào máy tính. Cái này thì nó cũng không có phức tạp lắm. Rồi, phần mềm, mình sẽ mở phần mềm lên này. Rồi, chúng ta chờ một lát để cho nó nhận. Nó dự kiến là khoảng tầm 1 phút mấy nó sẽ nhận lại, nhưng mà nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Rồi, ok, nó là hiển thị là 1 này. Và nó đã báo là đã có, đã nhận này. Rồi, chúng ta nhấn Fix Low. Rồi, chúng ta chọn vào Main để nó nhảy ra, đó, nó là nhận ra. Như vậy thì nó đã nhận rồi, một khi nó đã hiển thị như vậy thì chứng tỏ nó đã kết nối thành công. Cái này thì mình đang lại từ đầu, còn cái trang của mình ra này. À, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để sử dụng nó. Thì đầu tiên về vấn đề là equalizer thì chắc mọi người ai cũng biết. Đây, thì nó đơn giản vậy thôi. Là ví dụ như chúng ta cảm thấy cái loa của chúng ta là bị thiếu tép hoặc là thiếu bát, thì chúng ta có thể xử lý, có thể là mọi người có thể xử lý ở trên vang số hoặc xử lý ở trên mixer. Nhưng mà thông thường thì mình xử lý ở trên cái main này một chút, tức là chúng ta sẽ cân đối cứ mỗi chỗ chúng ta xử lý một chút. Còn chúng ta cũng không nên là lợi dụng ở trong này quá. Bây giờ mình cảm thấy thiếu tép đúng không, mình có thể tăng cái dạy tần là khoảng cỡ là 7 ký gì đó, 8 ký gì đó, mọi người tùy từng gu nghe của từng người. Rồi chúng ta phải mở lên nhá, chúng ta bài bắt lên ha. Khi nào nó hiển thị như thế này này thì chứng tỏ nó là nhận này đó, thì nó mới có tác dụng này. Đây, chúng ta kéo quần đây. Rồi chúng ta muốn di nó đi đâu thì chúng ta di thôi. Đấy, vì mình muốn đưa thằng này qua phần shop này, số 3 này. Chúng ta muốn tăng cái tiếng bass nó dày hơn một chút thì chúng ta tăng lên thôi. Thì nôm na đây là equalizer. Thì chắc là mọi người cũng có biết rồi. Đó. Cảm thấy chúng ta loa chúng ta thiếu ở chạy tần nào thì chúng ta đưa nó lên. Mọi người nhớ là bấm mở bypass ha. Rồi cái này thì mình nói sơ vậy thôi. Rồi thứ hai là receiver, thì cái này nó có là low bass và high bass. Mình sẽ add nó lên đây. Ví dụ như là mình muốn là một cái loa này là cái loa sub đi, mình muốn làm nó sub đi nha. Đó thì mình sẽ cắt nó xuống này, mình sẽ lấy nó ở khoảng là bao nhiêu đó tùy mọi người nhé. Loa sub thì thông thường mình sẽ đánh ở nó khoảng 150 hertz cho đến là 200 hertz. Đó. Để mình bóp nhỏ lại. Đó. Mình muốn cắt bao nhiêu để mình mở nhạc cho mọi người thực tế trải nghiệm luôn ha. Mình sẽ cắt một loa nhé. Rồi, đó, cái loa này mình đang rốt này. Bây giờ mình sẽ nhả nó ra nha. Đây, cái này mình đang cắt rồi, bây giờ mình sẽ nhả nó ra này. Đó. Mình muốn cắt nó ở giai đoạn nào, mình muốn cho nó làm đánh nó xúc thì mình sẽ cắt nó ra thôi. Đó. Đó, bây giờ nó có tiếng xúc không thôi. Nhả nó ra này. Thì nôm na thì tính năng này là dùng để cắt tần số loa. Chúng ta muốn cho loa chúng ta làm loa gì, thành loa sub hay là gì, nó là receiver. Rồi trở lại, và đến đây là phần delay.
thì nó cho chúng ta biểu thị là milligray và mét. Đó, mét là gì? Mét có nghĩa là khi chúng ta đặt một cái loa sub và một cái loa full, ví dụ chúng ta lịch nhau ở chỗ là lịch nhau giữa loa phúc do sub và loa full 1 mét, thì chúng ta sẽ tính đơn vị bằng mét đây. Chúng ta sẽ đo, dùng thước để đo để biết được rằng là loa full và loa sub đang đặt lịch nhau ở đâu. Thông thường như các cái chương trình sự kiện lớn thì người ta sẽ tính bằng cái này đó. Rồi tiếp tục về phần milligray, khi chúng ta mà đặt cái loa sub và cái loa full cùng một địa điểm, cùng một chỗ luôn, thì thông thường như loa sub và cái bước sóng của loa sub khi nào nó cũng xa hơn, thì chúng ta nên thông thường như mình ha, còn mọi người thì mình không biết, thông thường như mình thì khi mà hai con loa sub và loa full chồng lên nhau thì mình sẽ delay loa sub lại. Một cái thứ nhất, nhà chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng máy để người ta đo, còn chúng ta không có máy vì tại vì chúng ta là gia đình nhưng chúng ta không thể sắm máy móc này kia để đo được, thì chúng ta sẽ dùng tai để chúng ta cảm âm, để chúng ta nghe, rồi chúng ta cứ bấm từng số một, rồi chúng ta dùng tai chúng ta nghe, cảm thấy như cái nào mà loa sub và loa full nó trùng nhau, nó không bị delay, nó không bị là tiếng sub ra trước hoặc tiếng full ra trước, làm sao mà cái tiếng bass của chúng ta đánh nó tròn. Đó thì về phần delay thì mình có nói nôm na như vậy. Rồi tiếp đến là limited. Limited là để chúng ta giới hạn công suất khi chúng ta chơi quá ngưỡng của nhà hàng cho phép trên của một thiết bị. Attack là gì? Attack tức là để mà thời gian của nó nhân, tức là phần theo sóng này này. Mình đặt của nó là âm 6 dB đi ha. Rồi thì attack mình sẽ là cho bao nhiêu, tức là khi nó phát hiện ra quá ngưỡng thì bao nhiêu milligray thì thằng attack này sẽ nhảy vô đóng lại. Thông thường thì mình sẽ để là 0.3, 0.4 gì đó. Đó. Rồi relay thì mình sẽ để là bao nhiêu? Tùy mình muốn để là nó dài hay ngắn. Thì như bình thường mình để thì khoảng cỡ tầm 1. Hoặc là 4.1 gì đó. Đó. Tức là nó đóng lại bao nhiêu thời gian bao nhiêu thời gian nhận và nhả ra. Thì nôm na về hai cái này nó chỉ là như vậy thôi. Và tiếp đến là phần subharmonic. Mình sẽ nói tổng quát về cái này, tính năng của cái này tức là tăng thêm độ ấm và độ sâu cho âm thanh. Mình chưa nói về cái vấn đề là cắt sub, tăng âm thanh của sub hay là gì ha mọi người. Tức là nó là tăng thêm độ sâu cho âm thanh. Cái mát này này, tức là nó sẽ biểu diễn ở chỗ là 20Hz cho lên tới là 20kHz. Thì bây giờ mình sẽ lấy từ 20Hz. Thông thường thì âm độ sâu, âm trầm á, thì mình sẽ lấy từ 20 cho đến là từ 20Hz cho đến là 200Hz thôi. Thì bây giờ nôm na thì mình sẽ lấy là từ 20 đến 200Hz. Mình sẽ xử lý âm sâu, độ sâu lấy từ đây cho tới đây. Đó, mình sẽ lấy chính ở đây. Rồi. Cái phần receiver này thì nó tương tự như phần receiver trong phần kia. Là phần kia là cũng là để mà cắt tần số thôi. Mình muốn đánh nó làm loa full hay làm loa sub thôi, thì cái này cái kia mình xử lý bên kia rồi, thì cái này mình sẽ nhả ra hết thôi. Đó, mình sẽ không hạn chế nó lại nữa. Để mà kích hoạt cái tính năng này lên thì bắt buộc chúng ta sẽ enable nó lên. Đó, mình sẽ enable nó lên hết rồi. Mình sẽ muốn cho là cái mass harmonic này này nó được tăng thêm độ sâu. Mình muốn tăng lên bao nhiêu thì tùy theo cảm nhận và cái cách nghe của mọi người ha. Rồi. Và cái phần quy này á thì nó là giống như thử trên cái phần equalizer á, thì là co bóp, tức là mình muốn cắt, mình muốn lớn ở dài tần số nào, mình muốn mở rộng nó ra, muốn lem nó ra thì mình có thể là bấm tăng lên tới xuống tùy theo mình thôi. Đó. Thì mình cái này thì mình sẽ để về 0 đi. Bởi vì là mình đã hiển thị mình đã xử lý ở đây rồi. Đó. Còn gain này tức là để tăng, nó sẽ giải quyết cho cái này. Mình muốn tăng cái từ này tần số mà mình đã xử lý thì tăng nó lên để cho nó tạo ra âm trầm. Rồi bằng cách bây giờ mình sẽ mời cho mọi người nghe. Thank you.
cái phần sub harmonic này, tính năng chính của nó là tạo thêm độ ấm và độ sâu cho âm thanh. Mọi người có thể là vào các trang web để chúng ta tìm hiểu thêm. Còn mình cái này thì mình cũng mới mọc vọc mò mò thôi. Vì anh nói đôi khi các bạn cũng sẽ hơi khó hiểu một chút. Đó. Và video hôm nay là sẽ kết thúc ở đây. Và mình sẽ hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.